lục tử đang chuẩn bị để làm đồ ăn để cho tiệc trai kêu quỷ đây. Anh Tâm làm chốt gì đây? Dạ bào khoai. Khoai hả? Bào cà rốt. Bào cà rốt để làm gỏi. Để gỏi sứa, gỏi con, gỏi đầy đủ hơn. Để cho tiệc cây quỷ ở chùa Liên Trì. Cái này là gỏi này còn nhỏ hay là mình gì dừa? Mình hay là mình gì dừa? Mình cỡ nào thì... Món này là món khoai lang tây. Khoai tây. À, khoai tây. Ủa tại sao phải chiên cô? Chiên cho nó thơm. Hả? Chiên nó thơm thêm nấu cà ri nó không rã. Không rã hả? Cảm ơn chị Cúc. Chị Helen. Chị Helen làm món gì đây? Bào cua. Hả? Cua. Cua viên miếng vậy luôn á hả? Hả? Nguyên miếng luôn á hả? Ăn bánh canh mà. Ăn nguyên canh luôn á hả? Ờ, mỗi tô là 2 miếng này nè. Tại sao phải chiên? Nó thơm. Thơm. Cảm ơn. Phải mồm. Phải chiên. Chiên. Cà rốt. Củ cải trắng. Món này món này là cho cái gì đây cô? Dạ cái này súp này. Súp hả? Súp cua hả? Bánh xù để làm gì đây cô? À, bánh canh thầy. Bánh canh hả? Dạ. Bánh canh thầy. Bánh ngọt. Chị? Muốn màu này nè, muốn màu. Chị Nhi, món bầu này làm gì chị Nhi? Bầu. Màu sốt. Màu sốt ra Osta. Hỏi em biết gì hết trơn. Ê, cái ruột bầu thì để nấu canh. Nấu canh ăn. Món bầu này làm một cái là 10 đồng. Bầu này là của chùa trồng nè, cái nhà lá dừa. Đặc biệt. Kỳ này bán đủ vốn rồi. Xin cảm ơn. Nắm mèo. Làm gì ta hỏi đang làm gì mà. Cái này cắt liều đi em ơi, tiệc trai cây quỷ. Cái chùa. À nghe em ơi. À, chùa Liên Kỳ có tổ chức tiệc trai cây quỷ. Nếu mà quý cô bác Phật tử có lòng thì ủng hộ giùm cho thầy. Xin thầy cảm ơn. A Di Đà Phật. Muốn làm gì đây? Dạ, gắn cái liều lên, cột cái dây để kéo, kéo cái liều lên. Giờ mấy anh em đang chuẩn bị gắn liều nè. Thêm người nữa không? Thêm người lên nữa không cho nhẹ? Đây, giờ đàn lên đi. Lên ở giữa đây, bây giờ con buộc nó lại đi. Rồi xong rồi con xách ở giữa. À, cái từ từ cái mình kéo vô luôn. Chừng nó rách nha con.
Mày Hành đang làm gì đây? Đang kéo dây. Kéo dây, kéo tấm bạc để che liều. Không, dục dây qua bên kia. Rồi, action. Wow, hay quá. Cái lâu nữa, mấy năm rồi. Hai sư phụ dẹp máy quay phim đi. Cải quay đi cho biết làm. Rồi. Quay chút chút vậy đó. Rồi, cột vô cái. Bữa nay chùa đang chuẩn bị che cái tấm bạc để ngày mai tổ chức tiệc trai quay quỷ. Cột vô luôn. Ủa, cái này mới hả này? Hả? Mới hả? Mới gì? Cũ chứ mới gì? Nó màu này. À, nó vậy xưa giờ. Vừa quay vừa nói thích tin rồi. Ok, chừng cái thang này, lấy cái thang xuống anh Quân. Lấy thang xuống anh Quân. Kéo bên kia nè, kéo bên kia. Nó dính nè. Nó dính ở giữa. Còn bên nữa hả? Kéo bên đây lên chú lên đi, bây giờ chú lên trên đi chú cầu. Không, bên này xưa đi ra, bên này là cái góc rồi. Nó dính nè, cứng á. Lôi. Dính lấy đồ, lấy đồ, dĩa đó. Không có dĩa đó. Lên trên. Cứng nhắc à. Nặng, cứ gấp cái thằng này nè. Cứng nhắc à. Anh đứng ở dưới. Lên trên luôn. Anh vô trong, anh đứng. Lên trên có thêm hả? Hai người hai bên nó dễ hơn, nó nhẹ hơn. Đó, cậu kéo, chú cậu kéo. Vậy thôi, chú tắt đi, người kéo gấp, còn kéo kia nữa. Thưa quý vị, bây giờ không thầy cổng đầu nó lại lôi đầu kia lên hai cái bảo có anh Quân ở chợ này, anh Quân chào lên kìa. Anh Quân chào lên đâu con bên đây đi, con quỷ đất bên đây đi cho chú Quân bảnh được rồi. Người gốc con coi chừng nó xiết cái dưới nó rách cái bạc nghe. Thôi quỷ hạnh cẩn thận con, cái chừng rớt á, nó rớt xuống cái quỷ đất nó chụp con kìa. Chút xíu đó, đợi cho chú cuộc xong hết đi rồi mình buộc cho bên đây sao con. Dạ, Quỳ Hạnh làm thấy khó không? Hả? Dạ ơi, nhờ sức lực của Quỳ Đắc mà. Ok, cái giá bộ rất khen chồng nữa kìa. Sao có khó khăn gì không? Không, mình không thể được hết tấm này. Dạ. Sao, thấy khó khăn gì không? Thấy không dễ mà. Yếu thì... Buộc sát cái dưới luôn anh... Sát ở dưới luôn á anh Quân, ở dưới á. Ừ. Này cái giống. Đó. Sát luôn anh. Kéo. Giờ sau khi kéo tấm bạc lên, bây giờ buộc lại cho gió nó thổi khỏi dùng lên. Mỗi lần làm này mất khoảng cả tiếng đồng hồ. Xong mất khoảng một tiếng đồng hồ để kéo lên và buộc lại. Tiếng đồng hồ
Anh Hải làm gì đây, hôm nay làm gì? Dạ con giúp buộc cái leo. Ờ chuẩn bị chụp. Dạ có cần kéo không? Dạ không. Ok, đó nghiên cứu sao cái chỗ đó đi về bữa đó. Phật đản nữa đó. Có cần không? Nó khỏi. Không gió, không có gió. Mày không? Gió ở dưới nó phùng lên á. Không sao, ở đây nó thoáng á, không sao. Còn nếu mình bế luôn á thì nó phùng. Không sao đâu. Rồi hai tấm bạc trắng, hai tấm bạc trắng. Giờ thầy trò đang gắn cái tấm liều màu trắng đây. Này mất khoảng 20 phút. Che thật đó, làm cái khung sẵn rồi. Khoan khoan, cái này cái chậu này là hơi bự đấy. Còn cái đâu bự này không? Cái này đâu bự không à? Đâu bự có, bên đây có cái hộp trắng trắng mà vuông vuông ô ô, anh lấy một con nó đem qua bển. Anh Hải làm gì? Dạ đang tìm ốc để bằng cái sắt. Chưa tìm thấy. À, cái này hay, cái thế này buộc luôn cũng khỏe ha. Chị em buộc ở đây luôn, khỏi. Khỏi buộc bên kia kiếm rồi. Bên kia nó dư nhiều không biết sao. Dạ, lúc sao? Này con ngồi chắc cái kẹo sang bên này xíu. Cậu làm gì vậy? Đóng chân. Đóng chân để làm gì? Kiểu cái liều lại. Mà cái đóng sao đâu. Ơi, nhiều nhất mà gió nó thổi bùng bay lên hết rồi. Sát luôn anh Bình ơi, sát luôn. Đụng đá lên. Lỗ khác. Cái lỗ khác. Kế bên. Ừ. Ông già ông đóng lẹ anh Bình đóng cái nãy giờ chưa xong kìa. Để lụng lá. Cái đó đụng lá rồi. Cái này hết rồi, nãy có rồi, ở đây. Nãy nếu đụng á, nãy xích qua chút xíu. Nãy xích. À, nãy xích qua chứ. À, nãy xích qua một chút. Đâu cần nghi chỗ đó đâu. Đó. Yeah, cho anh chàng vỗ tay đi. Đây là toàn cảnh này. Ngày mai là bà Tánh sẽ ngồi đây, quý Phật tử ngồi đây. Mát, chỗ này mát. Còn chỗ này để đồ. Mặt xanh để đồ ăn. Ở đây làm sân khấu. Sân khấu đây. Còn không là để đồ ăn luôn. Một ngày là sắp xong rồi đó, sắp đi về rồi đó. Giờ anh Bình có kinh nghiệm rồi. Đó, có kinh nghiệm đóng là ngon. Ô, hủ đét luôn. Ô. Mẹ ơi, mẹ phô tài rồi. Không mày rồi. Mẹ to rồi. Mẹ không to. A mày. A mày. Sát luôn. Yeah, nó sát chứ. Vậy bữa nhớ lấy lên nghe. Thông thường mấy cái cỏ cắt cái nó dính lưỡi luôn á. Ô, hủ lét à. Ô, có kinh nghiệm quá rồi. Nè, có vậy này nữa ha. Nó đỡ ha. Nhà thì chắc là khỏi bánh. Này nãy là chiên dơ gì sau này quý vị có nhu cầu gì đó xin liên lạc với anh Hải để cái này cũng đỡ rồi à. Nha ừ. Khỏi quấn dây ngang qua nó cong. Ngay trung tâm luôn rồi.
đó, ngay trung tâm luôn á. Bên kia nó còn hơi xích xích một chút. Yeah. Xích xích mình có cái cổng dài đó. Rồi bút rồi. Tính nào mà hết luôn cũng 2 tiếng á. Cái này chắc 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi á. Hồi nãy cũng 2 giờ. 1 giờ mấy. Hồi nãy kêu chéo lên là cũng hết 1 tiếng à. Mai còn khoảng bao nhiêu người thế? Không biết nữa. Như kia khoảng bao nhiêu? Dự kiến khoảng 200 đi, 250. Còn nếu không ít quá thầy trò mình ăn hết luôn. Bao nguyên xanh luôn. Take away. Dạ, nghiên cứu cái này. Cái này nó hơi méo một cái này, nó phải nghiên cứu. Còn không á, làm gì đây? Băng rồi dính luôn. Không cho nó chạy. Ôm mà dữ ha. Chừng nó tuột, làm sao chuột được? Bữa bắn cái tuột cái vô tay nè. Hai lốp rồi. Hay ốc đi. Ủa, còn lóc nữa thấy không? Hèn ốc đi. Ốc có giữ đi, chút xíu nữa rồi bắn vô xong rồi cái... Anh Hải làm gì đây, còn làm gì? Lẹ gắn vô bắn vô anh Quân ơi, lấy vài con ốc mới anh Quân ơi, để cho bắn nè, để nhanh Hải bắn nè. Ốc lục giác ngắn vừa vừa đây nè. Lấy mấy con mới bắn cho nó. Lấy khoảng 8 con hoặc 10 con á anh Quân. Có cần lấy con dít không? Nảy nó ra không? Về đó. Nè, anh làm kiểu này nè, khỏi buộc dây cho anh nè, đó. Buộc đây thôi, khỏi. Nghe chưa, hay không? Buộc đâu? Đó, buộc đây nè. Buộc đây vòng tròn ra. À. Chú Vinh Quân đòi cứ lấy dây quăng ngang qua không. Rồi, đi về. Rồi, xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi YouTube Linh Chi Temple YouTuber. Bấm không chạy? Bấm không? Thưa quý vị, mỗi chiều là đàn chim Hải Âu về đây, về chùa. Đó, quý vị thấy vui không? Rất là nhiều. Đó, về đây. Rất là nhiều người thấy không?
có những anh bạn tới tham gia đây. Anh Di Đà Phật xin quý vị hoan hỷ bấm nút đăng ký và nút chuông để theo dõi những đoạn phim kế. Xin cảm ơn tất cả quý vị.